bữa nay được bạn một cái món à, thịt thịt gà nướng rất xét. Khai đào đi. Là khai đào. Ồ, đọc thì nhẹ mà trong nó có giấy bạc. Có trong đó nó có giấy bạc chứ. Ừ. Đó, đây có rơm luôn hả không? Rơm hả? Đó. Đất sét phải có rơm chứ. Ừ. Rơm để kia nó giữ nóng à? Nó giữ nóng. Đó, ở dân miền Tây là nói chung là nhưng mà ở miền Tây chơi đâu có giấy bạc đâu, nó lấy sình nó bỏ vô luôn, lấy sình bỏ vô luôn. Ừ, hay nóng khi mà lông á, lông thì nó dính vô trong cái sình là vô cái đất á thì nó hớt ra, còn ở đây là chơi kiểu là nó làm sẵn gà rồi, nhưng thôi kệ, ăn về là cũng có một mùi ngon rồi. Rồi, rồi. Xong phần rồi. Này đó, gói nó lại. Gói nó lại đó, nó chỉ gói lại đi. Rồi. Này đây. Rồi. Rồi bỏ rác luôn. Làm gọn quá ha. Đó, vậy đó không? Rồi xong lấy rồi. Cái khác. Nó có cái nữa. Rồi ăn cái này công phu vô mà ngon lắm. Ê mình ăn với cái muối này thì ngon nè, cái muối này ngon, khoan khoan chưa còn, còn đất. Để nè. Cô quay giùm tôi đi. Cái gì nữa nó được thôi chứ con quay gì nữa. Cái này tới anh đi. Hả? Tới anh đeo tay vô. Đeo tay vô hả? Đeo tay vô đi. Để làm cho nó còn trắng là ngoài chứ. Đeo tay vô. Để tao về Mỹ tao khoe cho ai được ăn cái này. Rồi em mở này ra rồi bắt đầu anh chụp con gà là anh về phải không? Rồi. Cái mâm này em sẽ lấy xuống đi. Ừ. Đó. Rồi này có lá gì ta? Lá sen á. Lá sen rồi hả? Ồ mà đã. Ừ. Nó để này làm gì luôn. Lá sen chỉ là cần đặt ngang ra đó, đúng đó, rồi. Đã ghê. Rồi, đó nè, anh cắt cái đầu trước đi. Cắt đầu trước đi. Để giờ nhậu luôn hả? Ừ. Thì rồi ok, mày nói dế ngồi đi, cắt mấy cái đùi ra cắt. Nè đó, anh tự cắt đi. Rồi. Đó, anh cắt đùi, cắt đi. Hello mọi người. Gà này gà đúc lò này, ở ngoài gà này gà. Đắp đất xét nướng. Đắp đất xét nướng. Nướng rồi mẹ ơi. Rồi mọi người, buổi tối đi làm về xong đấy. Ghé mua gà tại ông anh, bởi tao nói sống ở đây như tiên vậy, mai bút về là về Mỹ là mở lợ chát ghê vậy. Cái này chắc xé thôi, tao đâu cần phải cắt ta cắt nha. Rồi